Mấy bạn nhìn lại rau này có đoán được là rau gì không? Mình nghe nói rau này có nhiều lợi ích tốt lắm. Để nay mình làm thử món miến xào với rau này xem có ngon không nha. Hôm nay mình sẽ dùng miến tươi xào với hến, rau củ kèm theo súp me chua ngọt. Sự kết hợp này nghe lạ quá ha, nhưng mà mấy bạn yên tâm là nó ngon ngoài mong đợi. Dầm chén me này, cái tự nhiên Dung nhớ tới một chuyện. Có đợt mình thấy rộ lên mấy video người ta làm me mà không có được sạch sẽ, nên giờ mình mua me ngoài chợ mà không có nhãn thì mình cũng hơi rén ngang. Không biết mấy loại đóng hộp sẵn thì có ok không, nhưng mà mình thấy đỡ rén hơn. Lúc trước nhà nội mình có cây me, mỗi lần mà chín là nội hay hái rồi lột vỏ để dành trong tủ lạnh cho mình một ít, là cứ vậy xài dần thôi. Nhưng cây me to và xum xuê quá nên đã bị chặt bớt rồi, giờ thì không có trái nữa. Nói nãy giờ cũng hơi lạc đề ha, để mình quay lại món ăn nha. Ngoài cải báo xôi thì hôm nay mình còn xào chung với lại bắp cải tím, ớt chuông và cà rốt nữa. Nhà mình có 3 người, nhưng mà được cái là ai cũng không có thích ăn thịt cá nhiều, chủ yếu là rau củ nhiều thôi. Bởi vậy cho nên mình không có xào với thịt mà mình chuyển qua xào với hến. Một phần cũng là do ngán, còn một phần á là sáng nay đi chợ mình thấy có chú đang đứng luộc hến nóng phớt ra bán, nên là mình xào mà mua luôn. Bắp cải và cà rốt là hai cái loại xào lâu chín nên là mình sẽ xào trước. Nói lâu chín vậy thôi chứ mình cũng cắt mỏng rồi nên xào cũng lẻ lắm. Mình xào gần chín thôi rồi cho ớt chuông và cải bó xôi vào. Mình thấy cải bó xôi này nhanh chín lắm nên rút kinh nghiệm từ mình, mấy bạn cho hết các nguyên liệu vào rồi mới cho cải bó xôi vào sau cùng nha. Không thôi xào lâu sẽ không có được ngon và dễ bị mất chất á. Miếng này mình đã rửa qua nước lạnh và để cho ráo nước. Mình cho hết chén sốt vào rồi mình đảo sơ tầm 1 phút là miếng đã chín rồi. Mình không biết sao nha, nhưng mà thấy miếng xào mà cho thêm dầu mè vào nó thơm cực kỳ luôn. Xào xong thì mình mới thấy là một gói miếng này là không đủ cho hai vợ chồng ăn rồi. Coi như lần này là mình làm nháp, lần sau mình sẽ làm nhiều hơn. Rắc thêm một chút mè trắng lên, vậy là mình đã xong cái dĩa miếng xào rồi. Chú choa mà ơi, món này mà đem đại khách thì khách nhìn là mê luôn. Mà trước khi đãi á, thì mình phải thử xem có ngon không nha. Tại mình mới chấm điểm hình thức thôi à. Còn về có vừa khẩu vị hay không á, thì mấy bạn thử làm một dĩa để cảm nhận nha. Cải bó xôi thì thơm nhẹ, súp me thì chua chua ngọt ngọt, sợi miếng thì dai dai. Món này nhất định nên thử.